Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ thiệu cho mọi người một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng 20.000 USDT từ IDEX từ sàn Binance nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả. Các bạn đầu tiên các bạn đăng ký sàn Binance và KYC Level 2 nha các bạn. Sau đó các bạn điền lại email cho email tài khoản sàn Binance nha các bạn. Vì mình đã đăng ký rồi. Ảnh Nhân Quỳnh. Rồi 591 cộng mới. Rồi đáp án thì các bạn chọn đáp án A nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn chọn đáp án B nha các bạn. Đáp án mô đây với phần link mô tả cho tất cả các bạn. Rồi tiếp theo các bạn chọn đáp án C nha các bạn. Rồi bạn chọn tiếp tục đáp án C nha các bạn. Đáp án mô đây với phần link mô tả cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn việc bấm gỡ thôi nha các bạn. Rồi như vậy mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn thành tham gia chương trình góp tổng giải thưởng chỉ 200.000 USDT từ sàn Binance đến đây kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.